Làm SEO chuyên nghiệp thì bạn phải biết tính năng này, đó là sử dụng tên bảng thay vì quét bảng. Đầu tiên để đặt tên bảng, chúng ta sẽ quét vùng dữ liệu cần đặt tên và chúng ta click vào hộp thoại name box ở đây, gõ vào tên của cái bảng chúng ta cần đặt. Lưu ý tên bảng không dấu và không có khoảng trắng các bạn nhé. Enter là xong. Thì cái bảng này bây giờ có tên là bảng. Vậy thì chúng ta khi mà dò tìm, các anh chị làm hàm chỉ cần dùng hàm và chọn cái tên bảng là thôi, đó là chữ bảng là xong. Cột dò số 2 và chữ dò là không. Enter. Đó, chúng ta có thể kéo xuống đàng hoàng luôn mà không cần phải thực hiện F4. Đó là tính năng của đặt tên bảng tự động F4 các anh chị ha. Quay đơn giá chúng ta cũng tiếp tục làm bằng hàm này luôn. Thì bây giờ chúng ta cũng không cần phải quét bảng làm gì cả, chỉ cần gõ chữ bảng vào là ra được cái bảng rồi, và lấy cái cột tiếp theo mình cần lấy. Ok, Enter. Vậy thì rất là nhanh. Để xóa tên, chúng ta vào formula chọn name manager. Trong đây sẽ có tất cả các tên mà chúng ta đã đặt, có thể là xóa, chỉnh sửa hoặc thêm mới.